Xin chào tất cả các em. Thầy xin được giới thiệu, thầy là Trần Văn Thắng, giáo viên bộ môn toán trường trung học cơ sở Tiên Nữ, huyện Tiên Nữ. Rất vui lại được gặp lại các em trong buổi học ngày hôm nay. Các em thân mến, ở buổi học trước các em đã được học về hàm số y bằng ax bình. Sau đây chúng ta cùng đi nhắc lại một số nội dung của bài cũ. Nội dung thứ nhất, đó là tính chất của hàm số y bằng ax bình với a khác không. Để biết được tính chất của hàm số này thì các em phải nhìn vào giá trị của hệ số a. Trong trường hợp nếu a dương thì hàm số nghịch biến khi x nhỏ hơn không và đồng biến khi x lớn hơn không. Trong trường hợp a âm thì hàm số đồng biến khi x nhỏ hơn không và nghịch biến khi x lớn hơn không. Cụ thể. Chúng ta xét hàm số y 2x bình. Nhìn vào hàm số này, chúng ta thấy hệ số a là bằng 2 và dương. Như vậy thì hàm số sẽ nghịch biến khi x nhỏ hơn 0 và đồng biến khi x lớn hơn 0. Tiếp tục, xét hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình. Chúng ta thấy trong hàm số này hệ số A bằng âm 1 phần 2 và âm. Như vậy ta suy ra được hàm số sẽ đồng biến khi x nhỏ hơn 0 và nghịch biến khi x lớn hơn 0. Trong chương trình của kỳ 1, các em đã được học về đồ thị hàm số y bằng x cộng b với A khác 0. Sau đây cùng quan sát lên màn hình và trả lời cho đó câu hỏi. Đồ thị hàm số y bằng ax cộng b với a khác không có dạng như thế nào? Để vẽ đồ thị hàm số y bằng ax cộng b với a khác không, ta cần làm như thế nào? Thì chúng ta đã biết đồ thị của hàm số y bằng ax cộng b với a khác không là một đường thẳng. Và để vẽ đồ thị hàm số y bằng ax cộng b với a khác không, ta cần xác định ít nhất hai điểm thuộc đồ thị hàm số rồi vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó. Và các em lưu rằng lưu ý rằng đồ thị hàm số y bằng ax cộng b người ta còn gọi đó là đường thẳng y bằng ax cộng b. Vậy một câu hỏi đặt ra là với hàm số y bằng ax bình với a khác không thì đồ thị của nó có tính chất gì? Nó có hình dạng như thế nào? Và cách vẽ ra sao? Chúng ta cùng nghiên cứu bài ngày hôm nay. Bài học của chúng ta ngày hôm nay, đồ thị của hàm số y bằng 2X bình với a khác không. Chúng ta cùng đi vào ví dụ 1. Xét hàm số y bằng 2x bình. Chúng ta biết được rằng là hàm số y bằng 2x bình luôn được xác định với mọi giá trị của x. Để vẽ được đồ thị của hàm số này, thì chúng ta cần xác định một số điểm thuộc đồ thị của hàm số bằng cách cho x một giá trị, một số giá trị bất kỳ rồi tìm ra giá trị của y tương ứng. Giả sử thầy giáo cho x nhận các giá trị là âm 3, âm 2, âm 1, 0, 1, 2 và 3. Bây giờ chúng ta đi tính các giá trị của y tương ứng bằng cách thay x vào hàm số. Cụ thể, tại x bằng âm 3, thay vào ta được là y bằng 2 nhân âm 3 đóng mở ngoặc bình phương và ta được y bằng 18. Tương tự, với x bằng âm 2, ta tìm được y bằng 8. Với x bằng âm 1, ta tìm được y bằng 2. Với x bằng 0, tìm được y bằng 0. Với x bằng 1, tìm được y bằng 2. Với x bằng 2, tìm được y bằng 8. Và với x bằng 3, tìm được y bằng 18. Sau đây công việc dành cho các em. Trên mặt phẳng tọa độ, lấy các điểm. Điểm A có tọa độ âm 3, 18. Điểm B có tọa độ âm 2, 8. Điểm C có tọa độ âm 1, 2 điểm O tọa độ 0, 0, điểm C phẩy tọa độ 1, 2, điểm B phẩy tọa độ 2, 8 và điểm A phẩy tọa độ 3, 18. Các em cùng quan sát vào tọa độ các điểm. Chúng ta nhận thấy phần tung độ của các điểm đều không âm. Như vậy khi vẽ hệ trục tọa độ thì các em lưu ý chúng ta nên vẽ chiều dương của hệ trục tọa độ nó dài hơn và vẽ chiều âm ngắn hơn. Nhưng tuyệt đối không được dừng tại điểm O. Việc biểu diễn tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ, các em đã được học từ lớp 7 rồi. Sau đây thầy giáo sẽ hướng dẫn lại chi tiết đối với điểm A. Ở đây điểm A có tọa độ âm 3, 18. Như vậy, tại vị trí điểm âm 3 trên trục hoành, chúng ta kẻ một đường thẳng vuông góc với trục hoành. Tiếp tục, tại điểm 18 trên trục tung, ta kẻ một đường thẳng vuông góc với trục tung hai đường thẳng này cắt nhau tại đâu? Đó chính là điểm A. Tương tự đối với các điểm còn lại. Điểm B tọa độ âm 28. Điểm C tọa độ âm 12. Điểm O là điểm có sẵn rồi. Điểm C phẩy tọa độ 1, 2. Điểm B phẩy tọa độ 2, 8. Và điểm A phẩy tọa độ 3, 18. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành công việc biểu diễn các điểm trên mặt phẳng tọa độ. Bây giờ hãy quan sát vào vị trí các điểm A, B, C, O, C', B' và A'. Hãy trả lời cho giáo câu hỏi. Đồ thị hàm số Y bằng 2X bình có phải là đường thẳng không? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta thấy rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần dùng thức thẳng để kiểm tra thì thấy là 7 điểm không thể cùng nằm trên một đường thẳng. Như vậy thì đồ thị của hàm số y bằng 2x bình chắc chắn không là một đường thẳng. Mà trên thực tế, đồ thị của hàm số này chính là một đường cong. Các em cùng quan sát vào hình vẽ. Ở đây ta có đường cong màu xanh ta vừa vẽ được chính là đồ thị của hàm số y bằng 2x bình. Tiếp tục quan sát vào hình vẽ, trả lời các câu hỏi. Đồ thị nằm phía trên hay phía dưới của trục hoành? Thì nhìn vào đây chúng ta thấy phần màu xanh nằm hoàn toàn ở phía trên của trục hoành. Câu hỏi thứ hai, vị trí của cặp điểm A và A' đối với trục OI. Ở đây sử dụng dụng cụ các bạn dễ dàng kiểm tra được trục OI sẽ vuông góc với đoạn thẳng A' phải, tại trung điểm của A' phải. hay nói cách khác A và A' đối xứng nhau qua trục OI tương tự như vậy ta cũng được B và B' đối xứng nhau qua trục OI C và C' cũng đối xứng nhau qua trục OI Câu hỏi tiếp theo. Điểm nào là điểm thấp nhất của đồ thị? Nhìn vào đường màu xanh, chúng ta thấy điểm trũng nhất của đồ thị chính là điểm O. Hay nói cách khác, điểm thấp nhất của đồ thị chính là điểm O. Vậy điểm cao nhất của đồ thị là điểm nào? À, các, bạn, các bạn lại nhìn vào hai cái nhánh màu xanh của đồ thị hàm số. Các bạn thấy hai nhánh màu xanh này có thể kéo dài vô tận lên phía trên chứng tỏ rằng đồ thị hàm số y bằng 2x bình không có điểm cao nhất. Thông qua các câu hỏi chúng ta có một số nhận xét sau. Nhận xét thứ nhất, đồ thị là một đường cong đi qua gốc tọa độ. Nhận xét thứ hai, đồ thị nằm ở phía trên trục hoành. Các em quan sát trên hình vẽ, Bây giờ thầy giáo đem gấp hai nhánh của đồ thị lại theo lếp gấp chính là trục OI thì chúng ta thấy hai nhánh trùng khớp lên nhau. Có nghĩa là đồ thị nhận OI làm trục đối xứng. Và nhận xét cuối cùng đó là O là điểm thấp nhất của đồ thị. Tiếp tục, chúng ta cùng đi vào ví dụ 2. Vẽ đồ thị của hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình. Thì chúng ta cũng biết được rằng là hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình luôn được xác định với mọi giá trị của x. Và để vẽ đồ thị của hàm số này thì chúng ta cũng cần lấy một số điểm thuộc đồ thị của hàm số bằng cách cho x một số giá trị bất kỳ và tìm ra giá trị của y tương ứng. Thầy giáo có bảng một số giá trị tương ứng của x và y. Trong bảng này, thầy lấy x nhận các giá trị âm 4, âm 2, âm 1, 0, 1, 2, 4. Và thay vào hàm số thì ta nhận được giá trị của y tương ứng là âm 8, âm 2, âm 1 phần 2, 0, âm 1 phần 2, âm 2 và âm 8. Công việc dành cho các em. Trên mặt phẳng tọa độ lấy các điểm, điểm M có tọa độ âm 4, âm 8, điểm N có tọa độ âm 2, âm 2, điểm P có tọa độ âm 1, âm 1 phần 2, điểm O có tọa độ 0, 0, Điểm P' tọa độ 1 âm 1 phần 2 Điểm N' tọa độ 2 âm 2 Điểm M' tọa độ 4 âm 8 Nhìn vào tọa độ các điểm Các bạn cũng nhận thấy rằng là Phần tung độ của các điểm này đều không dương Như vậy khi vẽ hệ trục tọa độ Chiều dương của trục tung chúng ta chỉ cần vẽ ngắn thôi Còn chiều âm chúng ta vẽ dài ra Việc biểu diễn tọa độ các điểm trên mặt phẳng tọa độ hoàn toàn giống ví dụ 1. Các em cùng thực hiện làm vào trong vở. Ở đây điểm O cũng là điểm có sẵn. Các em đã hoàn thành công việc biểu diễn các điểm vào vở chưa? Sau đây các em cùng theo dõi lên màn hình. Nhìn vào vị trí các điểm M, N, P, O, P, L, và M, thì chúng ta cũng có được đồ thị của hàm số Y bằng âm 1 phần 2 x bình là một đường cong đi qua các điểm vừa được biểu diễn. Hay ở đây, Đường kẻ màu xanh chính là đồ thị của hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình. Tương tự, ví dụ 1. Em có nhận xét gì về đồ thị hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình? Các em cùng quan sát vào hình vẽ để chúng ta rút ra các nhận xét. Nhận xét thứ nhất, đó là đồ thị là một đường cong đi qua gốc tọa độ. Nhận xét thứ hai. Đồ thị nằm phía dưới trục hoành. Ở đây chúng ta thấy phần màu xanh nằm hoàn toàn ở phía dưới của trục hoành. Nhận xét thứ ba. Đồ thị nhận OY làm trục đối xứng. Các em cùng quan sát vào hình vẽ. Bây giờ thầy đem gấp hai nhánh của đồ thị lại theo lếp gấp chính là trục Oy. Thì chúng ta thấy hai nhánh này cũng trùng khớp lên nhau. Chứng tỏ rằng đồ thị nhận Oy là trục đối xứng. Và cái nhận xét cuối cùng đó là O là điểm cao nhất của đồ thị. Sau đây là bảng tổng hợp về hình vẽ cũng như là các nhận xét có được thông qua ví dụ 1 và ví dụ 2. Nhìn vào bảng tổng hợp hợp lại thì các em nhận thấy rằng là đồ thị hàm số y bằng 2x bình và đồ thị hàm số y bằng âm 1 phần 2x bình có một số đặc điểm chung như sau. Đặc điểm chung thứ nhất, đồ thị là một đường cong đi qua góc tọa độ. Đặc điểm chung thứ hai, đó là đồ thị nhận trục OI làm trục đối xứng. Và khi đồ thị là một đường cong đi qua gốc tọa độ Người ta còn gọi đường cong này là parabol đỉnh ô Như vậy trong trường hợp thứ nhất Với hàm số y bằng 2x bình tương ứng với A dương Thì chúng ta có được đồ thị là một đường cong đi qua gốc tọa độ Được gọi là parabol đỉnh ô Đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng Đồ thị nằm ở phía trên trục hoành. O là điểm thấp nhất của đồ thị. Trong trường hợp thứ hai, tương ứng với A âm thì ta có được đồ thị là một đường cong đi qua gốc tọa độ được gọi là parabol đỉnh O. Đồ thị nhận trục OI làm trục đối xứng. Đồ thị nằm phía dưới trục hoành và O là điểm cao nhất của đồ thị. tổng quát lên chúng ta có nhận xét sau đồ thị của hàm số y bằng ax bình với a khác không là một đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục Oy làm trục đối xứng đường cong đó được gọi là một parabol với đỉnh O nếu a âm thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành O là điểm cao nhất của đồ thị nếu a dương đồ thị nằm phía trên của trục hoành O là điểm thấp nhất của đồ thị. Và trong quá trình khi vẽ đồ thị của một hàm số có dạng y bằng a x bình với a khác không, thì các em cần lưu ý một số vấn đề sau. Các em quan sát vào hình vẽ. Ở đây chúng ta thấy đường màu xanh bị dừng tại hai điểm A và A phẩy. Nếu chúng ta vẽ đồ thị như thế này là không chính xác, bởi vì người ta sẽ hiểu đồ thị của hàm số bị giới hạn tại hai điểm A và A' chính vì vậy khi vẽ các em cần vẽ đường cong nhưng nó phải vượt quá vị trí hai điểm A và A' một lưu ý thứ hai các em quan sát trên hình vẽ đây là một cái sai lầm trong quá trình vẽ mà rất nhiều bạn hay mắc phải đó là ta đem nối A với B, B với C, C với O, O với C phải, C phải với B phải, B phải với A phải. Cách vẽ này cũng không chính xác. Bởi vì nếu chúng ta vẽ như thế này, thì đồ thị của hàm số không còn là một đường cong nữa, mà nó lại trở thành đường gấp khúc. Vì vậy, các em lưu ý, đồ thị hàm số Y bằng AX bình với A khác không, không phải là đường gấp khúc. À, và đến đây, thì chúng ta đã trả lời được câu hỏi ở đầu bài đó là đồ thị của hàm bậc 2 y bằng ax bình với a khác không có tính chất gì có hình dạng như thế nào còn để vẽ đồ thị của một hàm số y bằng ax bình với a khác không các em lưu ý thì đó nhắc lại các bước vẽ bước thứ nhất các em cần làm đó là chúng ta đi lấy một số điểm thuộc đồ thị của hàm số bằng cách cho x một số giá trị bất kỳ rồi tìm ra giá trị của y tương ứng. Và lưu ý khi lấy giá trị của x thì chúng ta ngoài giá trị x bằng 0 để y bằng 0 ra. Các giá trị còn lại chúng ta nên lấy là các cặp điểm, các cặp giá trị đối xứng nhau để nhận được cùng một giá trị của y tương ứng. Được chưa nào? Và trong quá trình vẽ đồ thị của hàm số nếu Chúng ta lấy càng nhiều điểm thì đồ thị của hàm số càng chính xác. Tuy nhiên, trong thực tế, các em chỉ cần lên lấy 5 điểm, trong đó một điểm là điểm O, 4 điểm còn lại lần lượt là các cặp điểm đối xứng nhau qua trục OI. Xem nào. Bước thứ hai đó là chúng ta đi biểu diễn các điểm nhận được trên hệ trục tọa độ. Và bước thứ ba kẻ đường cong đi qua các điểm vừa biểu diễn thì chúng ta được đồ thị của hàm số. Đó là các bước khi vẽ đồ thị hàm số y bằng ax bình với a khác không. Áp dụng các em làm cho dấu bài tập sau. Cho hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình. Trên đồ thị của hàm số, xác định điểm D có hoành độ bằng 3. Tìm tung độ của điểm D bằng hai cách. Bằng đồ thị bằng cách tính y với x bằng 3. So sánh hai kết quả. Câu B. Trên đồ thị của hàm số này, xác định điểm có tung độ bằng âm 5. Có mấy điểm như thế, không làm tính, hãy ước lượng giá trị hoành độ của mỗi điểm. Sau đây chúng ta cùng đi thực hiện làm câu A. Câu A, người ta yêu cầu tìm tung độ của điểm D bằng hai cách. Cách thứ nhất là bằng đồ thị. Cách thứ hai là bằng cách tính y với x bằng 3. Chúng ta cùng đi thực hiện cách thứ nhất. Với hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình thì công việc vẽ đồ thị của hàm số này chúng ta đã làm ở ví dụ 2 rồi. Chúng ta không phải vẽ lại nữa. Bây giờ muốn tìm tung độ của điểm D thì trước tiên các bạn phải xác định được vị trí của điểm D trên đồ thị của hàm số. Bằng cách ta có điểm D có hoành độ bằng 3. Vậy tại vị trí điểm 3 trên trục hoành, chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục hoành. Đường thẳng này cắt đồ thị của hàm số tại đâu thì nó chính là điểm D. Tiếp theo, qua D kẻ đường thẳng vuông góc với trục tung. Đường thẳng này cắt trục OI tại đâu thì nó chính là tung độ của điểm D. Cụ thể ở đây thầy tìm được tung độ của điểm D bằng âm 9 phần 2. Tiếp theo, ta thực hiện cách thứ hai. Cách thứ hai người ta yêu cầu tính y với x bằng 3. Thì với cách này rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc thay x bằng 3 vào hàm số thì sẽ tìm được ra giá trị của y. Cụ thể, thay x bằng 3 và hàm số ta có y bằng âm 1 phần 2 nhân 3 bình phương và bằng âm 9 phần 2. Và nhìn vào kết quả của hai cách thì chúng ta thấy hai kết quả là bằng nhau. Tiếp theo, câu B. Trên đồ thị của hàm số này xác định điểm có tung độ bằng âm 5. Có mấy điểm như thế? Không làm tính hay ước lượng giá trị hoành độ của mỗi điểm. Chúng ta cùng đi thực hiện ý thứ nhất, đó là xác định điểm có tung độ bằng âm 5 thuộc đồ thị của hàm số bằng cách như sau. Tại vị trí điểm âm 5 trên trục tung, chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục tung và quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy đường thẳng này cắt đồ thị hàm số tại hai điểm. À, như vậy thì chúng ta đã trả lời được ý thứ nhất là có mấy điểm như thế rồi. À, cụ thể ở đây là chúng ta tìm được hai điểm. Tiếp tục yêu cầu không làm tính hãy ước lượng giá trị hoành độ của mỗi điểm. Vậy ta làm như thế nào? Các em cùng theo dõi. Tại vị trí điểm bên trái của trục tung thầy giáo kẻ đường thẳng vuông góc với trục hoành. Tại vị trí điểm bên phải của trục tung, thầy cũng kẻ đường vuông góc với trục hoành. Giao điểm của hai đường thẳng vuông góc với trục hoành đó chính là hoành độ của hai điểm. Hay cụ thể nhìn vào đây, chúng ta thấy hoành độ của điểm bên trái lớn hơn âm 4 và nhỏ hơn âm 3. Hoành độ của điểm bên phải lớn hơn 3 và nhỏ hơn 4. Và nhìn vào đây chúng ta không thể ước lượng một cách chính xác hoành độ của hai điểm này được. Tuy nhiên, nếu làm bằng cách thay giá trị của y bằng âm 5 và hàm số để tìm ra x thì chúng ta dễ dàng tìm ra được hoành độ của hai điểm này lần lượt là âm căn 10 và căn 10. Như vậy qua đây, thầy giáo muốn rút ra với chúng ta một lưu ý. Đó là trong các bài tập yêu cầu tìm hoành độ của một điểm hoặc tung độ của một điểm thuộc đồ thị hàm số, nếu không bắt buộc làm theo cách dựa vào đồ thị để xác định thì chúng ta nên làm theo cách đó là thay hoành độ hoặc thay tung độ vào hàm số để tìm. Thì với cách đó sẽ nhanh hơn và chính xác hơn. Chúng ta có chú ý sau vì đồ thị y bằng ax bình với a khác không luôn đi qua góc tọa độ và nhận trục oy làm trục đối xứng. Nên khi vẽ đồ thị của hàm số này, ta chỉ cần tìm một số điểm ở bên phải trục oy rồi lấy các điểm đối xứng với chúng qua trục oy. Giả sử thầy giáo có hàm số y bằng 1/3 x bình. Ở trên đây, thầy cho x nhận một số giá trị đó là âm -3, âm -2, âm -1, 0, 1, 2 và 3. Đầu tiên, ta đi tính tại x bằng 0 được y bằng 0. Và chúng ta nhận thấy tại x bằng 1 và âm 1 sẽ cho ra cùng một giá trị của y. Tại x bằng 2 và âm 2 cũng cho ra cùng một giá trị của y. Tại x bằng 3 và âm 3 cũng cho ra cùng một giá trị của y. Như vậy chúng ta chỉ cần tính giá trị của y tại x bằng 1, tại x bằng 2, tại x bằng 3 rồi lấy đối xứng sang sẽ được các giá trị tương ứng tại của y tại x bằng âm 1, tại x bằng âm 2 và tại x bằng âm 3. Cụ thể, tại x bằng 1, thầy tìm được y bằng 1 phần 3. Tại x bằng 2, tìm được y bằng 4 phần 3. Tại x bằng 3, tìm được y bằng, bằng 3. Từ đây lấy đối xứng sang, ta sẽ được tại x bằng âm 1, tìm được y bằng 1 phần 3. Tại x bằng âm 2, tìm được y bằng 4 phần 3 và tại x bằng âm 3 tìm được y bằng 3 Các em tiếp tục quan sát vào hình vẽ minh họa đồ thị của hàm số y bằng 2x bình và đồ thị hàm số y bằng âm 1 phần 2x bình Quan sát vào đồ thị của từng hàm số chúng ta sẽ thấy được rằng đồ thị hàm số thể hiện một cách rất là trực quan tính chất của mỗi hàm số này Cụ thể, trong trường hợp thứ nhất, hàm số y bằng 2x bình tương ứng với a dương. Thì chúng ta thấy khi a dương khi x nhỏ hơn 0 từ trái sang phải, đồ thị có hướng đi xuống. Đây, chính là đường màu đỏ. Nó tương ứng với hàm số nghịch biến khi x nhỏ hơn 0. Và khi a dương tính từ trái sang phải, đồ thị có hướng đi lên. Đây, nó chính là đường màu xanh. Và nó tương ứng với hàm số đồng biến khi x dương. Tiếp tục quan sát vào hình thứ hai Đồ thị hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình tương ứng với a âm. Thì chúng ta nhận thấy khi a âm, khi x nhỏ hơn 0 từ trái sang phải đồ thị có hướng đi lên tương ứng với hàm số đồng biến khi x nhỏ hơn 0 và khi x lớn hơn 0 từ trái sang phải, đồ thị có hướng đi xuống chính là đường màu đỏ. Hay nó tương ứng với hàm số nghịch biến khi x lớn hơn 0. Như vậy thì chỉ cần nhìn vào đồ thị của hàm số, chúng ta đã biết được tính chất của nó. Các em có biết rằng trong thực tế chúng ta thường gặp rất nhiều các vật thể hoặc các hiện tượng có dạng một parabol. Thầy giáo lấy một số ví dụ trên đây thầy giáo có hình ảnh về đường đi của một trái bóng có dạng parabol. Hay trên đây là hình ảnh của một chiếc cầu vòng cũng có hình dạng parabol. Và đây là một kiến trúc rất là đẹp cũng có hình dạng parabol. Hay hình ảnh các tia nước được phun ra từ đài phun nước cũng có hình dạng parabol. Và đây là một chiếc cầu với thành cầu được thiết kế bởi các hình parabol. Và trên đây, có bạn nào biết đây là hình ảnh chiếc cổng của trường Đại học Bách Khoa không nhỉ? Đây chính là hình ảnh của cổng trường Đại học Bách Khoa nhìn ra đường giải phóng. Và các em có biết rằng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội được thành lập theo nghị định số 147 LD ngày 6 tháng 3 năm 1956. Và kể từ khi thành lập đến bây giờ thì trường đại học bách khoa luôn là một trường đứng ở vị trí top đầu về chất lượng đào tạo và luôn có rất nhiều các em học sinh đã có mơ ước được học tại ngôi trường này và thầy giáo hy vọng rằng trong số các em đang theo dõi buổi học ngày hôm nay sẽ có rất em sau này sẽ chính thức được học tại ngôi trường danh giá này và để có thể làm được điều đó thì thầy hy vọng các em phải hết sức cố gắng rèn luyện trong học tập cũng như đạo đức để có thể đạt được ước mơ của chính mình. Chúc các em may mắn. Phần về nhà. Các em làm cho giáo bài tập sau. Cho ba hàm số y bằng âm 1, y bằng 1 phần 2 x bình, y bằng x bình, y bằng 2 x bình. Câu A. Vẽ đồ thị của ba hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Câu B tìm 3 điểm A, B, C có cùng hoành độ x bằng âm 1,5 theo thứ tự nằm trên 3 đồ thị. Xác định tung độ tương ứng của chúng. Câu C. Tìm 3 điểm A, B, C có cùng hoành độ x bằng 1,5 theo thứ tự nằm trên 3 đồ thị. Kiểm tra tính đối xứng của A và A, B và B, C và C. Câu D. Với mỗi hàm số trên, hãy tìm giá trị của x để hàm số đó có giá trị nhỏ nhất. Và ngoài ra, các em hãy tự tự tìm thêm một số các hình ảnh hoặc các vật thể có hình dạng parabol có trong thực tế. Buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Thân ái, chào tạm biệt.